Rồi, xin chào anh em á. Nay mình bán vài cái kìm Engineer bằng kìm bấm Engineer size 18 nha anh em. Mình có một mẫu này thôi. Mình có mấy cây. Cái này như là số lượng nó bãi nó về cũng nhiều á. Cây này nó có chức năng bấm nè, với lại những con ốc mà nó bị tuôn á. Mình phải kẹp đây để mình dặn ra, là dặn những cái con vít này nè, nó cứng là mình kẹp ngang đây mình dặn rồi không đó. Thì cái này các bạn coi thì nhiều cái cũng review rồi, mã đó đây nè, bạn sạch kìm Engineer BZ65 thì trên trang web của Nhật nó cũng review nhiều rồi. Đây nói đây là cái có xài lục giác đó bạn, lục giác 4 ly ấy. Nếu mà mình ấy vô rồi nó chưa cứng á, mình bỏ vô lục giác để mình siết thêm ha. Size này size nhỏ mình xài việc cũng vừa thôi ha. Những cái đồ của Engineer nó làm rất kỹ các bạn, và thể có thể lô này mới là nó thể là nó test chất lượng á, nó không có đồng bộ nó sẽ bỏ đi, hoặc là nó lỗi chỗ nào đó mình không có nhìn thấy ha, mình không có biết, nhưng mà trong kỹ thuật của nó không có đạt thì nó sẽ bỏ đi nha. Giá kìm là 350 bao ship các bạn. Cái này mình không có đi bãi nên không có đồ, có gì bán đó. Mấy cái máy bắn lên hơi thì cũng chưa có test được nữa, nó hư nhiều quá. Mình test 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 lui vậy nó ok mình mới gửi các bạn. Ba trăm năm mươi ngàn mình bán chuyển khoản đó. Thì cứ ai đặt hàng thì chuyển khoản mình sẽ gửi hàng đó, nhiêu đây tạm thời có nhiêu đây à. Nếu mà mình liên hệ lấy thêm được giá tốt mình lấy thêm, còn lấy số lượng mà giá nó vẫn như vậy thôi, mình bán ít thôi, bán một ít vậy thôi. Thì răng đồ cũng được, nhưng mà răng đồ nó như là chuẩn á, nhìn thấy cũng nhìn nó cũng cứng cáp lắm á. Nó để là thép vậy nè, CR gạch MO Engineer này, nó chỉ để mã vậy thôi à. Mình sạch lên này thấy được. Giống nhau hết. Giá là 350 bao ship nha anh em. Giờ mùa này khó khăn quá rồi, bán giống như là bán cầm cự vậy ha. Anh em nào có nhu cầu cần xài loại kìm này mua, bình thường nó cũng ít, nó đợt này nó về nhiều. Ở nay Việt Nam mình tiêu thụ hàng Nhật chứ quá hay sao mà cái lô nào nó hàng mới mới hay gì mà số lượng nhiều là Việt Nam mình mua hết rồi, mình để ý vậy đó, ha. Rồi các bạn có gì đặt hàng mình nha. Mình có tạm thời số lượng có 8 cây trước như đó, còn có liên hệ lấy thêm được thì mình sẽ báo sau nếu anh em nào đặt hết này. Còn bán rồi hết thì mình để chiếu tiêu đề cho các bạn, khi nào có thì mình mới lên clip quay lại tiếp ha, chứ mình nhận trước nhiều khi không có hàng gửi mất công phiền.